Nửa triệu người Pháp tấn công cả cảnh sát, thủ đô Paris thất thủ, Macron mất tín nhiệm trầm trọng. Các bạn thân mến, căng thẳng và bạo động tiếp tục leo thang tại kinh đô lãng mạn nhất thế giới. Ngày 6 tháng 4 là ngày thứ 11, người dân Pháp biểu tình phản đối kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu mà chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron thông qua. Sau khi bị buộc tội chọc giận người Pháp, hoàn toàn có khả năng ông Macron sẽ phải buộc từ chức vì những hậu quả mà các cuộc biểu tình có thể gây ra đối với nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, ông ấy biện minh cải cách là cần thiết cho đất nước và ông chấp nhận rủi ro khi uy tín sụt giảm. Giờ đây, người ta phải đặt câu hỏi về lý do của sự rạn nứt xã hội sâu sắc hiện nay và tương lai của nước Pháp sẽ ra sao, liệu có rơi vào hỗn loạn sau khi ông Macron rời nhiệm sở hay không. Ngày 6 tháng 4, người biểu tình quá khích đụng độ với lực lượng an ninh Pháp khi biểu tình phản đối cải cách hưu trí lại nổ ra. Theo hãng tin France 24, biểu tình nổ ra tại nhiều thành phố như Paris, Montpellier, Marseille. Bộ Nội vụ Pháp xác định ngày 6 tháng 4 có 570.000 người tham gia, giảm mạnh so với 740.000 người ghi nhận vào tuần trước. Tuy nhiên, các công đoàn quyết tâm duy trì hoạt động này nhằm gây sức ép trước lúc tòa ra phán quyết về cải cách hưu trí. Chính phủ Pháp nói rằng tăng tuổi hưu là biện pháp cần thiết để ngăn tình trạng thâm hụt quỹ hưu trí thêm trầm trọng. Tuy nhiên, giữa cơn bão lạm phát, kế hoạch này khiến người lao động tức giận. Công dân tại đất nước hoa lệ đang cảm thấy như bị lừa dối. Với nền dân chủ văn minh này, lẽ ra một đạo luật như vậy phải được thông qua trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội. Nhưng chính quyền đã ban hành luật luôn mà không thông qua Quốc hội. Và người biểu tình quá khích ném sơn vào cảnh sát bên ngoài La Rotonde, nhà hàng nổi tiếng mà Tổng thống Emmanuel Macron ưa thích. Phóng viên hãng tin AFP còn chứng kiến một nhóm người mặc đồ đen đốt pháo hoa ném về phía nhà hàng. Pháo làm mái hiên bắt lửa, may mắn lực lượng cứu hỏa dập tắt kịp thời. Lực lượng biểu tình tại Paris cũng tấn công một phòng giao dịch ngân hàng, đập vỡ kính và lấy đi giấy tờ cùng máy tính. Một số người ném đồ vật vào cảnh sát. Cảnh sát đáp trả bằng hơi cay. Lao động ngành đường sắt xông vào tòa nhà văn phòng là trụ sở của nhiều công ty, trong đó có công ty đầu tư BlackRock. Ý nghĩa của hành động này khá đơn giản. Họ đến trụ sở của BlackRock để nói rằng tiền của người lao động, tiền lương hưu đang bị chính phủ lấy đi. Tại thành phố Nantes, đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát cũng xảy ra. Người biểu tình thành phố Nancy phóng hỏa trước lối vào chi nhánh địa phương của Ngân hàng Trung ương Pháp. Theo hãng tin CNN, các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những người biểu tình tiến vào tòa nhà văn phòng Le Centoria nằm gần nhà hát Opéra Garnier ở thủ đô Paris. Họ cầm theo pháo sáng màu đỏ và bắn bong khói. Khoảng 100 người, bao gồm đại diện của một số liên đoàn lao động, đã có mặt ở tầng trệt của tòa nhà trong khoảng 10 phút và hô vang các khẩu hiệu phản đối cải cách lương hưu của chính phủ Pháp. Cải cách hưu trí của Tổng thống Macron tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64. Nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố không nhượng bộ trước phản đối từ người dân. Hoạt động biểu tình đã diễn ra 3 tháng qua, khiến hệ thống giao thông, trường học, cơ sở y tế tê liệt. Giờ đây người ta dần hiểu rằng không phải Tổng thống có quyền tối thượng, nhân dân mới là người quyết định. Và chuyến thăm vừa qua của ông Macron tới Trung Quốc cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Theo đó, chính trị gia người Pháp Florian Philippot, cựu đại biểu Nghị viện châu Âu, nay là lãnh đạo phong trào những người yêu nước, viết trên Twitter như sau. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không hiểu rằng ông ta không được coi trọng. Trong trang cá nhân của mình, chính trị gia nhận xét một cách mỉa mai rằng nhà lãnh đạo Pháp trong chuyến thăm Trung Quốc bị bố trí ngồi cách xa Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông nói thêm rằng trong chuyến công du tới Nga của Tổng thống Pháp cũng gặp phải tình huống tương tự. Sau cái bàn dài 3 km ở Nga là cái bàn hình bầu dục khổng lồ ở Trung Quốc, Macron hoàn toàn bị coi nhẹ ở khắp mọi nơi. Ông ta có hiểu điều này hay không? Tổng thống Macron thăm Trung Quốc từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 4. Như đoàn tùy tùng của Tổng thống nhận định trước chuyến thăm, Pháp sẽ coi đây là một thành công nếu Chủ tịch Tập Cận Bình sau chuyến thăm của nhà lãnh đạo Pháp tới Trung Quốc kêu gọi được Volodymyr Zelensky tham gia đối thoại lâu dài với Moscow. Điện Alice bày tỏ ý kiến rằng Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể gây ảnh hưởng tức thời và triệt để đến diễn biến cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Philippot thường xuyên chỉ trích các nước phương Tây về chính sách chống Nga và cung cấp vũ khí cho Ukraine. Chẳng hạn, ông cáo buộc Tổng thống Emmanuel Macron tìm cách gây ra chiến tranh thế giới thứ ba và tạo ra mối đe dọa đối với an ninh của Pháp. Vậy thì tương lai nước Pháp sẽ đi về đâu?
Tổng thống Macron lập luận, người Pháp đã bỏ phiếu cho ông vì các đề xuất của ông ấy. Điều này hoàn toàn sai. Sở dĩ ông ấy được bầu là vì đã chống lại tư tưởng cực đoan, điều mà lẽ ra buộc ông phải tìm kiếm một sự thỏa hiệp được xã hội chấp nhận. Bác bỏ thỏa hiệp, tin chắc rằng mình đúng, ông Macron có vẻ như đã càng làm suy yếu nền dân chủ Pháp, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 mà không rút ra được bài học nào. Theo các nhà phân tích, dấu hiệu nguy hiểm đầu tiên đối với nền dân chủ Pháp là tình trạng của đảng Tiến Bước thuộc nhóm phục hưng trung dung của ông Macron. Trong nhiều hệ thống chính trị, các đảng cầm quyền có nguồn gốc sâu xa và nền tảng ý thức hệ, ít nhất là về lý thuyết, mang lại cho họ mục đích tồn tại ngoài việc thực thi quyền lực. Nhưng điều này không đúng với đảng Tiến Bước, được thành lập với mục đích duy nhất là đưa người sáng lập vào điện élite. Cuộc biểu tình phản đối cải cách lương hưu hiện nay cho thấy nhóm phục hưng yếu hơn nhiều so với suy nghĩ. Thật vậy, Thủ tướng Borne tin rằng bà có thể dựa vào sự ủng hộ của đảng, những người Cộng hòa trung hữu để có được số phiếu cần thiết thông qua cải cách theo một thỏa thuận liên minh không chính thức. Tuy nhiên, hy vọng này đã tan biến đột ngột và bất ngờ khi 19 nghị sĩ đảng những người Cộng hòa, đứng đầu là Aurelien Pradays, bất chấp mệnh lệnh từ ban lãnh đạo đảng, tuyên bố ủng hộ kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ. Các cuộc biểu tình nổ ra không chỉ bộc lộ sự yếu kém của nhóm phục hưng mà còn cho thấy sự xáo trộn liên tục của phe trung hữu. Tín hiệu báo động nghiêm trọng thứ hai là cuộc khủng hoảng lương hưu đã khuyến khích các phe cực hữu và cực tả trong quốc hội. Trung tâm chính trị, hiện do ông Macron đại diện, đang kiệt sức, tạo ra những khoảng trống mà phe cánh tả đang lấp đầy một phần. Quả bóng hiện đang ở bên sân cánh tả do Jean-Luc Mélenchon lãnh đạo. Ông có trách nhiệm đưa ra một giải pháp chính trị thay thế cho mô hình tân tự do của ông Macron. Nếu không, rất có thể sẽ xuất hiện một phong trào cực hữu có khả năng như chiến thắng gần đây của Giorgia Meloni ở Italy đã cho thấy sẽ được công nhận trên sân khấu chính trị nước Pháp. Tuy nhiên, triển vọng lên nắm quyền của ông Mélenchon có vẻ mong manh. Bà Le Pen, lãnh đạo phe cực hữu, được đánh giá cao hơn nhiều. Thật vậy, kể từ thất bại gần đây trước ông Macron, bà Le Pen đã có những bước tiến xa hơn để trở thành tổng thống khi tiếp tục nỗ lực tẩy độc cho hình ảnh đảng của mình. Không chỉ bỏ tên Đảng Mặt trận Quốc gia gắn liền với người cha Jean-Marie Le Pen theo chủ nghĩa bài Do Thái, bà đã từ bỏ kế hoạch tranh cử tài hại, kêu gọi rời khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu và tự khẳng định là người lãnh đạo của nhóm 88 tại Quốc hội Pháp. Qua đó, bà đặt vị trí trung tâm của cuộc phản đối cải cách lương hưu. May thay, nước Pháp sẽ không tiến hành bầu cử trong những ngày tới, vì nếu như vậy, kết quả có thể rất thảm khốc. Mối nguy hiểm thực sự không phải từ các cuộc huy động biểu tình trong những ngày tới, mà đó là cuộc đối đầu vào năm bầu cử 2027 giữa Jean-Luc Mélenchon, hiện thân cho sự tức giận trỗi dậy, và Marine Le Pen, hiện thân của sự tức giận ngày càng rõ. Nếu quá tập trung vào đốt thùng rác, bạn có thể quên mất nguy cơ hỏa hoạn thực sự, thậm chí còn làm ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn. Washington rúng động do rỉ tài liệu mật của Mỹ, NATO về Ukraine trên mạng xã hội. Theo đó, Lầu Năm Góc đang điều tra vụ tài liệu mật về kế hoạch của Mỹ, NATO cho Ukraine và thông tin bố trí lực lượng của Ukraine bị rò rỉ trên mạng xã hội Twitter, Telegram. Các tài liệu chiến tranh mật về chi tiết kế hoạch bí mật của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nhằm xây dựng lực lượng Ukraine trước cuộc phản công chống lại Nga đã bị rò rỉ trên các nền tảng mạng xã hội. Hiện Lầu Năm Góc đang điều tra xem đối tượng nào đứng sau vụ tài liệu mật xuất hiện này. Các quan chức Mỹ cũng đang nỗ lực để xóa các tài liệu trên mạng xã hội, nhưng đến tối ngày 6 tháng 4 vẫn chưa thấy thành công. Các tài liệu không đưa ra kế hoạch chiến đấu cụ thể như cách thức, thời gian và địa điểm Ukraine dự định tiến hành cuộc phản công. Chúng được Mỹ đưa ra từ 5 tuần trước, cung cấp một cái nhìn tổng quan về thời gian, quan điểm của Mỹ và Ukraine kể từ ngày 1 tháng 3 và về những gì quân đội Ukraine có thể cần cho chiến dịch. Tuy nhiên, đối với người có kinh nghiệm quân sự như một tướng lĩnh trên chiến trường, người hoạch định kế hoạch chiến tranh hoặc nhà phân tích tình báo Nga, thì các tài liệu chắc chắn cung cấp nhiều thông tin hữu ích. Ví dụ, các tài liệu đề cập đến tỷ lệ dùng hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Từ trước tới nay, Lầu Năm Góc không công khai lượng đạn HIMARS Ukraine đang sử dụng như thế nào, nhưng tài liệu này cung cấp thông tin đó. Các chuyên gia quân sự cho biết, các kênh chính phủ thân Nga đã chia sẻ trang tóm tắt về kế hoạch, nhưng một số thông tin có vẻ đã được chỉnh sửa để có lợi cho phía Nga, chẳng hạn như số lính Nga thương vong. Không rõ làm thế nào các tài liệu mật được lan truyền trên mạng xã hội, nhưng nhiều người cho rằng
Đây là bước đột phá tình báo đầu tiên của Nga được công khai kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu. Một số nhà quan sát cho rằng, phần của các tài liệu bị rò rỉ có thể cung cấp cho Nga những thông tin giá trị về khung thời gian vận chuyển vũ khí và di chuyển lực lượng, số lượng quân đội Ukraine và các thông tin quân sự chi tiết khác. Một tài liệu được dán nhãn tối mật đã cung cấp tình trạng cuộc xung đột ngày 1 tháng 3. Vào ngày đó, các quan chức Ukraine đã tới căn cứ quân sự của Mỹ ở West Baden, Đức để dự các phiên họp về cuộc xung đột. Và một ngày sau, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ và tướng Christopher Cavoli, chỉ huy cấp cao quân đội Mỹ tại châu Âu đã dự các phiên họp trên. Một tài liệu khác bao gồm các cột liệt kê đơn vị của Ukraine, trang thiết bị cùng với các kế hoạch huấn luyện từ tháng 1 đến tháng 4. Tài liệu này cũng bao gồm một bản tóm tắt của 12 lữ đoàn chiến đấu, với 9 lữ đoàn trong số đó dường như được Mỹ và các đồng minh NATO huấn luyện. Trong 9 lữ đoàn thì có 6 lữ đoàn sẵn sàng chiến đấu vào ngày 31 tháng 3 và phần còn lại sẵn sàng chiến đấu vào ngày 30 tháng 4. Một lữ đoàn của Ukraine thường gồm khoảng từ 4 đến 5.000 binh lính. Tài liệu cũng tiết lộ các mốc thời gian vận chuyển vũ khí tác động đến việc huấn luyện và khả năng sẵn sàng để đáp ứng khung thời gian trên. Tổng cộng, các phương tiện cần thiết cho 9 lữ đoàn là hơn 250 xe tăng và hơn 350 phương tiện cơ giới hóa. Các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết, vào những ngày đầu xung đột, Ukraine do dự trong việc chia sẻ kế hoạch chiến đấu với Mỹ do lo ngại chúng sẽ bị rò rỉ. Và cuối mùa hè năm ngoái, các quan chức tình báo Mỹ nói rằng họ biết về kế hoạch quân sự của Nga còn rõ hơn các kế hoạch của Ukraine. Sự chia sẻ dữ liệu tình báo giữa Ukraine và Mỹ đã cởi mở đáng kể vào mùa thu năm ngoái khi hai nước hợp tác chặt chẽ với nhau về các lựa chọn cho cuộc tấn công của Ukraine. Dù vậy, vụ rò rỉ trên có thể gây tổn hại cho việc chia sẻ thông tin tình báo giữa Washington và Kiev trong thời gian tới. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!